xóm mới không kịp kết nối luôn rồi nè. Giờ quá tải luôn rồi, bắn pháo bông quá tải. Nó mới đẹp. Đứng ở đây luôn, không khoảng cách xa vời vợi luôn. Hôm nay bắn pháo bông được có 7 phút à. Bắn gì mà nói nhiều lắm, là bắn được 7 phút còn coi không có đã gì hết trơn, và bắn tập thấp nữa. Thôi về luôn, hôm nay nó thất vọng hết trơn.